Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 23 tháng 11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm tỉnh Tochigi, tham dự Hội nghị Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Tochigi. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Tham gia đoàn công tác cùng Thủ tướng Chính phủ có lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố của Việt Nam là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên. Đây là những địa phương có nhiều quan hệ hợp tác với Nhật Bản. Hiện tỉnh Tochigi, Nhật Bản có 22 doanh nghiệp đang đầu tư tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Tochigi có 8.000 người và là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại đây. Phát biểu tại Hội nghị Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Tochigi, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiện nay Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược để phát triển đất nước gồm xây dựng thể chế, trong đó có cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng gồm hạ tầng cứng và mềm. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Tochigi và Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực y tế, năng lượng sạch, năng lượng xanh, kinh tế số. Tham gia và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam Tochigi, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên, những điều kiện thuận lợi về giao thông và hạ tầng phát triển công nghiệp, nguồn nhân lực để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn Hưng Yên. Các doanh nghiệp đã phải đầu tư khoảng trên 40 quốc gia và lãnh thổ, với lượng doanh nghiệp khoảng 500 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Trong đó Nhật Bản là doanh nghiệp đứng hàng đầu tại Hưng Yên, có 172 doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên với tổng mức đầu tư hiện nay khoảng trên 3 tỷ đô. Đặc biệt là khu công nghiệp Shimomoto của Nhật Bản đã đầu tư rất thành công một khu công nghiệp ở Đại Liên, diện tích là 350 ha đất đầy. Và trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục cấp chứng nhận đầu tư cho Nhật Bản mở rộng thêm khoảng 200 ha tại Đại Liên. Hiện nay khoảng 172 の日本企業がいましたので、皆さん、運営所にいても安心に、我が家に帰れるようになっている気持ちで安心に投資していただけるかと思います。大手企業なども多く、工場を持っていただきます。nguồn nhân lực của Hưng Yên này chúng tôi rất là dồi dào, chúng tôi giáp 6 tỉnh lân cận đó và có nguồn nhân lực rất nhiều. Bản thân tại Hưng Yên này chúng tôi có một trường học chuyên dạy nghề. Thì có thể đáp ứng về những cuộc dạy nghề khi các bạn cần thiết để đạt được những yêu cầu. Hãy để Hưng Yên sổ và chỉ đi đến những người ta kèm cho họ để ta sổ lúc cả lúc cư nông sổ của kế đi dịch dịch để mà sổ để tôi chỉ là phải là lô cho xa có lô lô xa có tác sản để đại đi đại để mà Hưng Yên sổ này cũng một cái đại học là ありまして多くの高度人材や労働者を生産một lần nữa rất là mong muốn các bạn mời các bạn Nhật Bản về đầu tư tại Hưng Yên ở lĩnh vực phát triển công nghệ cao và các đầu tư các hạ tầng các công nghiệp. Hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các bạn đến đây, các bạn hãy để mà các b
mà thân thiện với môi trường. Các bạn Nhật Bản và Đài Loan thì sẽ được ưu đãi cao nhất so với lại ưu đãi đầu tư của pháp luật Việt Nam và pháp luật Việt Nam. Và cái hai là chúng tôi sẽ tạo điều kiện ở mức tối đa và song hành chia sẻ cùng các bạn. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng khẳng định tỉnh đã và đang sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của Nhật Bản nói chung và của tỉnh Tochigi đầu tư kinh doanh thành công tại Hưng Yên, đặc biệt là phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19. Trong những ngày tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn sẽ có một số hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ tiếp tục cập nhật vào các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.